Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học lần này. Trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau nói về chủ đề luyện phát âm. Có nhiều bạn đã hỏi mình là làm như thế nào để có thể nói tốt hơn và nghe tốt hơn. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu như mà chúng ta muốn có một thân hình đẹp, thon gọn, săn chắc thì chúng ta phải tập luyện, chúng ta phải luyện tập thể thao, đúng không? Và điều đó cũng đúng cho việc học ngoại ngữ. Có nghĩa là nếu như các bạn muốn nói tốt thì các bạn phải luyện nói, và các bạn muốn nghe tốt thì chúng ta phải luyện nghe. Nguyên nhân của việc chúng ta nói và nghe kém thường là: thứ nhất, vốn từ của bạn còn quá ít, hoặc là thứ hai, phát âm của bạn chưa chuẩn. Nếu như các bạn phát âm sai thì khi mà các bạn nghe một người phát âm chuẩn nói thì các bạn sẽ rất là khó hiểu hoặc là không hiểu gì hết. Các bạn không biết là những từ mà họ đang nói là gì. Nếu như các bạn đang học tiếng Đức ở Việt Nam hay là học bất kỳ một ngoại ngữ nào khác thì hầu như là chúng ta sẽ gặp một cái trở ngại, đó là chúng ta không có một cái môi trường để chúng ta có thể luyện tập ngôn ngữ đó thường xuyên. Tuy nhiên, theo mình biết thì ở Việt Nam vẫn có rất là nhiều bạn mặc dù là tự học, không có học trường quốc tế hay là học những trung tâm ngoại ngữ đắt tiền, mà các bạn ý vẫn phát âm rất là đáng nể. Và một trong những bí quyết của các bạn ấy, theo mình nghĩ, đó chính là việc làm cho bản thân mình chìm đắm trong cái ngôn ngữ đó. Hay là như người Đức thường hay nói là in eine Fremdsprache eintauchen, có nghĩa là lặn ngục trong một ngoại ngữ nào đó. Ở Việt Nam thì các bạn có thể luyện tập điều này bằng cách thường xuyên xem tivi, xem phim, nghe nhạc hay là nghe đài bằng tiếng Đức rồi luyện tập phát âm theo họ. Thì đó là một trong những cách đơn giản nhất để các bạn có thể tiếp cận được với tiếng Đức chuẩn. Ở trong phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video thì mình sẽ để cho các bạn những cái đường links để các bạn có thể tham khảo và luyện tập nhé. Thực ra thì phát âm trong tiếng Đức đơn giản hơn phát âm trong tiếng Anh, bởi vì trong tiếng Đức thì viết như thế nào thì đọc như vậy. Và các bạn không nhất thiết là phải học phiên âm của từ như là trong tiếng Anh. Tuy nhiên, các bạn cần nắm được cách phát âm của một số những âm đặc biệt trong tiếng Đức. Và trong những bài học lần trước thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn những cái tips về luyện phát âm rồi. Còn trong bài học lần này thì mình sẽ lại chia sẻ với các bạn một cái tips nữa về việc phát âm những từ có chữ SP và ST. Chúng ta có hai cách phát âm SP và ST. Cách thứ nhất đó là SP được phát âm như là SP, SP, và ST được phát âm như là ST, ST. Các bạn thấy ở trong trường hợp này thì S sẽ được phát âm như là SCH, SH. Ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng có một cái âm tương tự như là cái âm SCH này, đó là chữ sờ nặng. Đối với những bạn ở miền Bắc, đặc biệt như là mình ở Hà Nội, thì mặc dù là viết là sờ nặng nhưng mà mình lại đọc là sờ nhẹ. Ví dụ như là sẵn sàng thì mình không đọc là sẵn sàng, mình đọc là sẵn sàng thôi. Tuy nhiên, ở đây thì để phát âm được đúng thì chúng ta cần phải luyện tập. Các bạn hãy thử phát âm trước hết là chữ sờ nặng nhé. Sờ, sờ. Bây giờ các bạn hãy cố gắng chu miệng ra hơn và để cho cái luồng khí nó thoát ra từ bên trong. Sh, sh. Các bạn có làm được không? Bây giờ thì chúng ta hãy thử phát âm một số từ có SCH nhé. Shula, shula. Tasche, tasche. Schreiben, schreiben. Schenken, schenken. Schicken, schicken. Và có thêm một âm nữa mà chúng ta cũng cần phải luyện tập, đó là P, P. Ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng có chữ cái này. Tuy nhiên thì nó lại thông thường đi với cả chữ H. Chúng ta được là chữ âm phở. Ở trong tiếng Đức thì nó lại đứng riêng, và khi mà chúng ta phát âm cái âm này chúng ta phải bật hơi ra.
pay. Pay. Các bạn thấy là phát âm trong tiếng Đức khá là nặng đúng không? Bây giờ thì mình có một cái tip cho các bạn để các bạn có thể luyện tập phát âm âm p này nhé. Trước tiên các bạn hãy lấy một tờ giấy, một giấy A4 như thế này, hay là bất cứ tờ giấy nào mà các bạn có. Các bạn hãy giữ nó ở trước miệng của mình. Ok. Bây giờ thì các bạn hãy phát âm âm p. Chừng nào mà cái tờ giấy này nó rung rinh á, thì có nghĩa là các bạn đã phát âm đúng. P. P. Papier. Papier. Puppa. Puppa. Papa. Papa. Bây giờ các bạn hãy cùng ghép âm S và P lại nhé. Sp. Sp. Und ST. 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 Và trường hợp thứ hai, SP und ST được phát âm như cách mà nó được viết, đó là SP und ST. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem làm như thế nào để nhận biết được sự khác biệt trong cách phát âm này nhé. Ở trường hợp thứ nhất, SP và ST được phát âm như SP und ST. Khi SP và ST đứng đầu từ. Ví dụ, Sport, Sport. Sprechen, Sprechen. Stunde, Stunde. Start, Start. Còn trường hợp một từ có nhiều âm tiết thì khi mà SP und ST đứng đầu một âm tiết thì chúng cũng được phát âm như là SP und ST. Ví dụ, Absprechen, Absprechen. Ở đây khi mà chúng ta tách từ này ra thì các bạn thấy là SP đứng đầu âm tiết nên là nó sẽ được phát âm như SP. Chúng ta có Absprechen. Verspätung, Verspätung. Bahnsteig, Bahnsteig. Aussteigen, Aussteigen. Ở trường hợp thứ hai, SP und ST được phát âm bình thường là SP und ST. Khi mà trong một từ có nhiều âm tiết, SP und ST thuộc về hai âm tiết khác nhau. Ví dụ, Auspacken, Auspacken. Ở đây thì SP không có đi liền với nhau mà nó được tách ra. S thuộc về Aus và P thuộc về Packen. Bởi vậy nên đây chúng ta đọc là Auspacken. Lustig, Lustig. Samstag, Samstag. Đối với những bạn mới học tiếng Đức thì có thể là các bạn sẽ băn khoăn không biết là chúng ta sẽ tách âm tiết của một từ như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể tra được điều này trong từ điển. Một trong những từ điển online miễn phí mà mình đã có lần giới thiệu với các bạn và bản thân mình cũng rất thường xuyên sử dụng đó chính là de.thefreedictionary.com. Các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. Và cuối cùng đó là khi mà SP und ST đứng cuối cùng của từ. Ví dụ, Fest, Fest. Fast, Fast. Vậy thôi, chúng ta chỉ có 4 nguyên tắc mà các bạn cần ghi nhớ khi phát âm những cái từ có SP và ST. Bây giờ thì các bạn hãy dành một chút thời gian để làm bài tập, để kiểm tra xem là mình đã hiểu bài đến đâu nhé. Sau đây mình sẽ có một bài tập nho nhỏ cho các bạn với các từ, và các bạn sẽ sắp xếp xem là từ này được phát âm như thế nào, là SP oder SP oder ST oder ST.
Các bạn có thể dừng video bất cứ lúc nào để có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Sau đó các bạn có thể so sánh với đáp án của mình để xem là các bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng. Viel Erfolg! Hy vọng là các bạn không gặp bất cứ khó khăn gì khi làm bài tập vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng so sánh đáp án nhé. Trước tiên chúng ta hãy xem cột SP. Với phát âm là SP thì chúng ta có những từ sau đây. Beispiel, Beispiel, Besprechen, Besprechen, Verspätung, Verspätung, Sport, Sport, Spritzen, Spritzen. Đối với phát âm là SP, chúng ta có những từ sau. Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, Ausprobieren, Ausprobieren. Chúng ta hãy sang cột ST. Với phát âm là ST, chúng ta có những từ sau. Stadtplan, Stadtplan, Haltestelle, Haltestelle, Anstrengen, Anstrengen, Bestellen, Bestellen, Buchstabe, Buchstabe, Stuhl, Stuhl, Stern, Stern. Với phát âm là ST, chúng ta có những từ sau. Tourist, Tourist, August, August, Fast, Fast, gestern, gestern, meistens, meistens, Kunst, Kunst, Fenster, Fenster. Hy vọng là những kiến thức trong bài ngày hôm nay hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn thích video này thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu như các bạn có bất kỳ những gợi ý hay là những mong muốn nào cho những chủ đề tiếp theo thì hãy chia sẻ với mình. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến của các bạn. Và đừng quên theo dõi trang Facebook của mình để có thể nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ cũng như là những tài liệu học tiếng Đức. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!